Đêm 26 tháng 12 năm 2020, rất đông khán giả yêu võ thuật đã tới võ đường Liên Phong của Johnny Chí Nguyễn để thưởng thức các trận đấu theo thể thức MMA trong sự kiện mang tính giao lưu võ thuật. Có thể nói, Liên Phong của ngôi sao bụi đời Chợ Lớn là trung tâm đầu tiên của phong trào MMA tại Việt Nam. Với sự xuất hiện của Trần Quang Lộc, võ sĩ đủ đẳng cấp quốc tế và đã chiến thắng ở các sự kiện World Series của tổ chức One Championship. Sau Trần Quang Lộc, Liên Phong tiếp tục đào tạo hàng loạt tài năng trẻ và một trong số đó là Bùi Trường Sinh. Và bây giờ, Thể Thao 1 xin gửi tới quý vị và các bạn trận đấu tâm điểm của sự kiện. Trận đấu của Bùi Trường Sinh mang đai đỏ và đối thủ Hoàng Dinh mang đai xanh của team MMA Gym 30 tháng 4.
Liên tục tách đầu.
Lê Ngọc Nguyên và ba giám sát ở ngồi ở ba góc khuất. Tôi không phải cúi đầu ở đâu, tôi cũng tốt xin ơi. Tôi đánh giá rất cao hành đánh đứng của Hoàng Vinh. Các tập luyện viên có sự kỳ cụ như là anh Nguyễn Kế Nhân, Dương Cao Nguyên Phát. Tôi có sự ngang đầu của một môn quay thái đứng ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. What?